Anh nhất định phải hại em thua cuộc rồi anh mới chịu đúng không? Tất cả là lỗi do anh. Em đừng có la Bảo Quỳnh. Con nó không có lỗi gì đâu. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Tất cả vì anh chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như gia đình khác thôi. Gia đình mình có cái chỗ nào là không bình thường? Em hãy tự hỏi lại mình đi. Em đã làm tròn bổn phận của một người vợ chứ? Hay là em chịu lấy anh chỉ vì muốn tranh giành vị trí đứng đầu của Đỗ gia thôi? Anh là người cậu hôn em đó. Không lẽ bây giờ anh thấy hối hận rồi hả? Ý anh không phải là như vậy. Nhưng còn chuyện tại sao em lại coi trọng chuyện thừa kế hơn là con gái của em chứ? Anh Dương à, ngày xưa em hiền lành, em thơ ngây. Còn bây giờ em thay đổi đến mức mà anh không còn nhận ra nữa. Em không nghe, em không nghe anh nói nữa đâu. Ngày hôm nay em thua là tại anh, là tại anh hết đó. Bây giờ em nói bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì người thừa kế vẫn là chị hai thôi. Em không chấp nhận. Em sẽ nói mẹ cho em thi lại. Em vừa nói gì chứ? Em muốn làm gì nữa? Em lại tính dùng thủ đoạn để hại tiếp chị hai. Anh đã nhìn thấy em đốt đồ dự thi của chị hai. Tại sao em làm như vậy? Em có biết là thất vọng về em lắm không? Em nghĩ đi. Nếu như anh nói chuyện này cho mẹ biết, mẹ sẽ cấm em cầm kim theo. Đừng nói tới chuyện đi thi lại. Rồi em tra được em nói sao cho học trò của em, rồi những người trong ngành nữa. Anh Dương à, anh xin em đó, em dừng lại đi. Nếu như em chịu sang Mỹ với anh và con thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Anh thương em lắm anh Dương. Anh luôn muốn gia đình mình sống hạnh phúc bên nhau. Anh muốn sống hạnh phúc bên em và con mà. Nếu như đi Mỹ thì đồng nghĩa với việc em không được theo nữa. Nhưng mà bây giờ theo là cuộc sống, là hơi thở của em. Em không dừng lại được. Cho dù anh nói yêu em bao nhiêu lần đi nữa, em cũng không bao giờ từ bỏ. Hạnh phúc bị đánh cắp, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOWN từ ngày 19 tháng 8.